chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Và nơi đây có một cái nét văn hóa rất là đặc sắc của người đồng bào dân tộc Cao Lan. Hôm nay thì mình chứng kiến một cái lễ cưới. Thật ra thì mình cũng rất là ít gặp được cái một ngày cưới của người dân tộc Cao Lan này. Nó có những cái phong tục tập quán mang đậm đà bản sắc dân tộc Cao Lan. Mình thì mình chưa nhìn thấy bao giờ, mà chắc chắn là nhiều bạn cũng chưa thấy bao giờ. Mình nghe nói là cái văn hóa đặc sắc trong ngày cưới ấy, thì nó lại diễn ra ở bên nhà gái gần như là nhiều hơn. Thế nên là hôm nay mình sẽ quay ở bên nhà gái các bạn nhé. Nhà gái ở Yên Bái nhưng mà nhà trai tận Tuyên Quang thôi. Thế nên là mình chỉ quay được một bên, đó là bên nhà gái. Xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi video xem ở bên, xem người dân tộc Cao Lan người ta tổ chức lễ cưới có những gì đặc sắc ở trong ngày cưới các bạn nhé. Và bây giờ là khoảng đầu giờ chiều các bạn ạ. Cỗ thì cỗ của gia đình là vào chiều. Đây là nhà của cô dâu đây các bạn nhé. Một ngôi nhà sàn của người đồng bào dân tộc Cao Lan. Trời lại bắt đầu đổ những cái hạt mưa của đầu đông xuống rồi. Một cái cảm giác rất là lạnh và lại kèm những hạt mưa nữa, nên là đường xá đi rất khá là khó khăn, đầy lội. Nhưng mà công tác chuẩn bị của các anh chị em người nhà ở đây vẫn được diễn ra rất là sôi động ở phía bên trong nhà kia. Trước khi vào xem các anh các chị ở đây làm những cái món ăn gì để chuẩn bị cho ngày cưới, và những một chút nữa thì nhà trai sẽ đến đón dâu với nhà gái, sẽ có những cái nét văn hóa rất là đặc sắc của người Cao Lan ấy, thì mình sẽ quay cho các bạn. Còn bây giờ thì mình giới thiệu cho các bạn một chút về cái khu vực ở đây các bạn nhé. Ở đây người ta vẫn giữ được những cái nét truyền thống, ví dụ như ngày cưới này, ngày cưới này, rồi là đám ma, hay là lễ ăn hỏi, hay là những cái phong tục hát sình ca ấy, đặc trưng người Cao Lan vẫn được giữ lại còn nguyên, gần như nguyên bản như ngày xưa các bạn ạ. Cái cuộc sống của người Cao Lan ở trong khu vực này thì thường thường người ta làm ruộng này và làm đồi nương. Và ở thì ở tập trung gần nhau với những cái khu nhà sàn, với những chuồng tràn ruộng rất là đẹp. Cuộc sống rất thanh bình ở trong này các bạn ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi vào phía bên trong nhà này để xem các anh các chị người nhà giúp đỡ gia đình về những cái món ăn gì. Chờ đợi nhà trai sẽ đến các bạn ạ. Nhà trai vẫn chưa đến đâu. Đây là phía bên dưới sàn nhà của cô dâu các bạn nhé. Đấy, các anh các chị làm ở bên trong bếp kia kìa. Lúc nãy mình vừa mới nghe các anh bảo là sáng nay có nhà trai sang ấy, có mang sính lễ sang trước. Những cái sính lễ bên nhà, trên nhà thì mình quay sau ở đây này. Đây là những cái con gà trống, gà mái của bên nhà trai người ta mang sang, ngon chưa? Đây là gà nhà đây này. Rất là nhiều nhá, 2, 4, 6 con thì phải. 2, 4, 6, đúng 6 con. Còn bên này thì các chàng trai cô gái bản người đồng bào dân tộc Cao Lan ở đây đây làm các món ăn đây. Chào các anh nhá. Vâng, em chào anh nhá. Làm món gì đây? Làm cái món gà vừa làm xong rồi. Ôi, mày đâu rồi? Vừa vặt lông xong rồi. Mang lên trên nhà rồi. Mang trên nhà bây giờ em lên trên này. Thế à? Lúc nãy thấy mấy anh chị vặt lông ở dưới ấy cơ mà. Dưới suối. Không. Mưa quá à? Lúc chiều nay thì nãy thì bắt đầu đang ở trên nhà rồi. Lúc nãy thì thấy cái một cái bản à? Ừ. Thế anh có quay cái bản. Có. Lúc nãy thấy các anh chị nhổ lông gà dưới suối, nhưng mà bây giờ trời mưa ấy. Thế nên lại phải mang lên trên nhà rồi. Đó, ở sau cái nhà bếp ấy thì các anh làm một cái cầu thang lên xuống để cho nó dễ này. Các bạn nhìn cái thực cầu thang gỗ chưa? Cái này là đóng tạm thời đấy nhá. Chào các chú nhá. Chào anh nhá. Cô đấy cũng với em gái xinh nhất. Chào anh nhá. Đang chuẩn bị món ăn ạ. Vâng. Cháu quay một tí nhá. Ở đây hôm nay thì cho nó bay lên cho nào. Các anh chị đang làm cái món gà luộc với lại vịt, đang nhổ lông gà vịt. Hôm nay có cả món vịt các bạn nhá. Xấu thế nào yên tâm. sang bên này xem là quay làm cái món gì đây. Châu bò. Đây là thịt châu. Thịt châu đây các bạn này.
Mua xào lăn nó lên xào nó làm gì nữa. Thịt trâu xào. Đấy. Còn cái này là cái gì đấy anh nhỉ? Cũng thịt trâu nhưng mà thịt cái đấy tách ra rồi, tách rồi. À. Thịt này là thịt gà quay gà xào lăn đâu. À, hôm nay thì làm món gà luộc này. Gà luộc xào vịt gì? Vịt luộc à? Xào lăn. À, ngan xào lăn này. Xào lăn thôi. À, thịt trâu. Vịt là áp chảo để thôi. Chặt ra. À, vịt thì áp chảo này, gà thì luộc này. Rồi thịt bò thì cái gì đấy? Thịt trâu. À, thịt trâu xào xào tỏi thôi gì? Xào tỏi với nước măng chua. À, qua có xào xào ấy không? À, hôm qua có mổ trâu không? Hôm qua nhà mình thì không mổ nhưng mà đặt. Vâng, đặt. Nhà hôm nay làm bao nhiêu cỗ rồi? Nhà hôm nay làm 60 cỗ. À, 60 cỗ. Ngon đấy nhỉ. Toàn là món ngon. Cái gì đây? Các anh chị đang làm cái món gì đây? Trứng luộc. À, trứng cút. Em chào chị nhá. Đông đê. Chuẩn bị món ăn cơ. Đây, còn bên trên này thì các bác, các chú, các anh đang chuẩn bị là chào các bà nhá. Một chút nữa hát đón nhà trai nhá. Rất là đông đây. Đông các bác, các chú, các anh đến đây để chờ đợi bên nhà trai sang để có những cái tiết mục hát hát sình ca đấy các bạn. Vâng, nó tranh thủ nó về tí. Vâng. Đồ của nhà trai mà sáng nay đem sang bên nhà gái này để một chút nữa là dâng lên cái mâm để cúng đúng không chú? Tí nữa là phải cúng lên tổ tiên đây không? Đúng không chú? Gồm cái này là cái khăn, cái này là vải à? Vải vuông. Vải trắng mình ấy nhờ. Cái này là chè. Kia là chè này, bánh kẹo này, rượu này. Cái giờ tối rồi. Thuốc này. Trong kia lại còn có cả thịt gà. Cái này là bánh dày, đây là thịt gà. À, xem cái bánh dày này đặc sắc ấy. Bánh dày to thế. Ngon lắm. Đây. Ngon nhờ. Ừ, ngon. Mà nhiều lắm nhá. Nhiều lắm. Vâng. Gắng cửa chú nhỉ. Ở đây trong khi mà chờ đợi phái đoàn họ nhà trai lên phía bên trên cái cầu thang này để làm cái lễ này gọi là cái gác cửa đón chú rể vào nhà. Tức là chú rể phải qua một cái thử thách hát đối đáp trao duyên. Thua thì phải đặt mừng, thua phải đặt tiền. Vâng, thua là phải đặt tiền vào đây, đúng không? Còn nói chung là phải làm như nào để vượt qua cái cửa ải gác cửa của các cô các chị ở bên nhà gái này, đúng không? Vâng. Còn cái mâm gác cửa này thì của bên cái này là cũng của bên nhà trai nhá, người ta mang đến trước rồi. Cái này của nhà trai chứ. Mâm của nhà gái đi, gác cửa của bạn trai mà. Thế á? Trong bên gái à? Thế à? À thế là cháu tưởng là bên nhà trai người ta mang đến. Bên nhà gái mình đấy, gác cửa bên trai đấy. À thế à? Cháu cứ tưởng là cái đồ sính lễ này của nhà trai nhưng mà là của nhà gái chuẩn bị các bạn ạ. Gồm có một cái đầu lợn này, bốn cái chân này, lục phủ ngũ tạng và tiết này, đuôi này. Nhưng mà đặc biệt là trên cái đầu lợn này có cắm hai cái một đôi đũa. Đấy các bạn nhìn thấy đặc biệt không? Và trên đây thì có, đây là cái dây lưng các bạn ạ. À, biểu tượng cho cái dây thắt lưng của người con gái và người con trai ấy. Và cái
cái vòng kia đó là một cái hai cái vòng cổ và hai cái vòng tay quà của bên nhà trai đến. Đó, còn bên này thì có 4 chén rượu, có tiền mà có cái vòng tay. Bạn thấy anh có đôi đũa cả, đôi đũa cả đó, và chầu cau và một cái bát nước cơm các bạn ạ. Đó, hai cái mâm gọi là cái lễ gác cửa của nhà gái nên phải nói là rất là sắc. Mà mình đã đi rất là nhiều rồi, nhưng các dân tộc thì mỗi dân tộc Cao Lan này có cái tục lệ khá là hay và đặc sắc này các bạn ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cái phần đặc sắc nhất trong cái buổi chiều hôm nay nhé. Gồm có những tiếng hát trao duyên đối đáp nhau đúng không ông? Tiếng hát trao duyên đối đáp nhau ở ngay trước cửa này. Mình đang nghe các cô chú nói ở đây là nó những cái bài hát này cũng khá là lâu đấy, khoảng độ một tiếng đồng hồ đấy. Kia là chú rể các bạn nhé. Chú rể rất là đẹp trai đến từ miền đất Tuyên Quang. Còn cô dâu thì ở trong nhà. Lại tao tại muôn đối đáp những cái câu giao duyên thì bây giờ là phái đoàn nhà trai cùng với chú rể bắt đầu mới được vào trong nhà các bạn nhé. Bây giờ là dọn đồ đi à chú? Đây là dọn đi à? Vào vào. Bây giờ cái vòng này là về nhà gái rồi đấy, nhờ cô nhờ. Bây giờ cái vòng này là về nhà mình rồi phải không? Đây, sau khi mà phái đoàn họ nhà trai cộng với chú rể đã vào phía bên trong nhà để ngồi uống nước để chờ một chút nữa là hát đối sình ca để khớp với với bên này là thầy cúng các bạn ạ. Thầy cúng này thì có những cái mâm sính lễ của bên nhà trai, những cái mâm lễ được chuẩn bị sẵn từ bên nhà trai sang, và có cả những cái mâm của hai mâm này là của nhà gái à chú, hai mâm bên dưới đúng không? Cô nhà gái, cô nhà trai mang đến hết. À, nhà trai mang đến hết à? Nhà trai mang đến là nhà gái sắm lên để mà cúng tổ tiên. À, thế ạ. Vâng. Nhưng mà cái là cô nhà trai hết. Vâng. Các thứ là cô nhà trai hết. À, thế ạ.
cúng cái này để là để báo cáo là cái buổi lễ hôm nay là báo cáo với tổ tiên là bác bá thì để được đứa cháu thứ mấy này. Vâng. Thì có cháu rể là không chia chọn. Vâng. Đến tìm hiểu. Vâng, đến ngày lành tháng tốt. Đấy. Thì là hôm nay tìm hiểu xong là hai bên đã nhất trí. Vâng. Là chỗ lục mệnh về bên nhà trai xem. Vâng. Xem là hợp rồi. Vâng. Thì là nhà trai lại đi đón nhiều ông thầy xem ngày. Vâng. Xem được ngày tháng tốt. Vâng. Thì là mang lý đến để mà rồi cho hiểu ý rồi. Vâng. Thế còn bên hát sinh ca này là hát tức là phải khớp với cái bên vâng. cúng của chú đúng không? Tức là hát là nó kể là ai làm mối này. Vâng. Con trai là con rể họ gì, về lấy con dâu là họ gì. Vâng. Ai làm mối. Vâng. Gì. Vâng. Với lại hộ nuôi hộ ngoại. Vâng. Bên nhà gái. Vâng, tức là phải khớp vào những cái lời cúng của chú ở đây. Đấy. Đúng không? À. Nói thế mà hát cũng nói thế. Vâng. Đây giới thiệu với cái mâm của người của phái đoàn Hội Nhà Trai. Cái mâm này có phái đoàn Hội Nhà Trai của dân tộc Cao Lan thì rất là đặc sắc các bạn ạ. Có hai con gà này thì được gọi là gà Phượng Hoàng. Vâng. Đúng không? Gà nhỏ thôi. Gà Phượng Hoàng đây là cũng hạ ơn con ma mụ. À là với vợ chồng ta nuôi được đứa con lớn rồi đi lấy chồng. Vâng. Cúng con ma mụ. Cúng con ma mụ. À. Là cái lễ để giả ơn con ma mụ. Vâng. Còn cái bánh kia là cái bánh dày. Cũng là con ma mụ. À. Với lại tổ tiên. Cái bánh dày này rất là đặc sắc nhá, có vâng. hai cái bánh rất là to. Đấy. Đấy là cũng tượng trưng cho trời đất. Trời. Vâng. Đất. Còn những cái nhỏ này là cái con đúng không? Vâng. À. Còn bên kia là cái đầu lợn với lại bốn cái chân này, đuôi này, lục phủ ngũ tạng, tiết hai cái nắm cơm nữa. Đấy. Còn dưới này là hai cái mâm cơm bình thường để mà cúng lên các cụ đúng không? Đúng rồi. Vâng. Ok, cháu cảm ơn chú nhá. Bắt đầu cúng rồi chú. Vâng. Vâng vâng vâng. Đấy, tiếp tục đoạn này thì các bạn có thể nhìn thấy đây là chú rể cộng với phú rể, phụ rể lên cái phía bên thầy cúng để chuẩn bị lễ lên bàn tổ các bạn.
Hiện tại thì trong cái lễ buổi chiều hôm nay thì vẫn chưa thấy cô dâu. Đấy, cô dâu này chủ yếu là buổi sáng ngày mai đưa về bên nhà chồng thì mới có xuất hiện cả cô dâu chú rể thôi, còn buổi chiều hôm nay chỉ có chú rể, cô rể thôi các bạn nhé. À, các bạn vừa rồi đã được xem cái buổi trao những cái lời hát trao duyên giữa nhà trai và nhà gái đã xong rồi, và cái mâm lễ kia là được đặt lên chỗ bên trên kia để báo cáo lên tổ tiên các bạn ạ. Còn vị trưởng đoàn họ nhà gái là bắt đầu có những cái lời hát sình ca để báo cáo lên tổ tiên, và là những cái lời sình ca mời tới tất cả quan khách trong họ cũng như là bên nhà trai và nhà gái dùng bữa cơm thân chung vui cùng với gia đình các bạn nhé. Chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ đó. Đó là những cái lời hát bằng tiếng Cao Lan. Ý nghĩa của những cái lời hát này là như vậy. Mình thì mình cũng không biết nghe đâu, nhưng mà nó khá là đặc sắc và nhân văn các bạn ạ. À, các bạn ơi, vừa rồi thì cái lễ cúng của người thầy cúng đã dâng lễ lên tổ tiên đã xong, và cái buổi hát sình ca trao dâu nhận rể hôm nay đã thành công tốt đẹp, và bây giờ là quan khách cũng như là họ hàng đến chung vui chúc phúc cho gia đình và chúc phúc cho đôi bạn trẻ buổi tối hôm nay ở tại bên nhà gái các bạn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn gặp nhân vật chính của buổi lễ hôm nay, đó là cô dâu cùng với chú rể, và chúc phúc hai bạn trẻ một chén rượu để chúc phúc cho hai bạn trẻ trăm năm hạnh phúc. Em ơi, có chén rượu nhờ anh mời cả nhà, cháu mời cô với lại tất cả các anh em nhé, và chúc phúc cho hai em một chén rượu. Em tên là gì nhỉ? Tên là chú rể giáp quê ở bên Tuyên Quang. Còn em cô dâu em tên là gì? Linh à? Tin ở tại Yên Bình, Yên Bái các bạn nhé. Ô, anh mời cảm ơn với lại chúc phúc hai đứa trăm năm hạnh phúc một chén để kết thúc cái video tại đây. Em ơi mời cảm ơn nhé, chúc mừng hạnh phúc nhé. Chào cảm ơn nhá, em cảm ơn nhá. Có lẽ với video mình cũng xin phép được kết thúc tại đây. Chào mọi người đã ăn cơm với gia đình rồi các bạn ạ.